làm mặt cho cố 4-5 tiếng dán râu dán tóc, người ta lấy có cái lân mà. Tôi quay cái gì kệ, tôi mắc cười với quay phim cái gì. Mày dán râu là để làm cái gì? Cho nó ốm bớt. Qua bên Mỹ, người ta về Việt Nam rồi, ập vô nhà người ta hả? Ăn giọng như đúng rồi vậy đó. Ủa ngộ à, chồng mấy người mờ chứ mấy người mờ à. Bởi vậy, mày đòi ăn cua hả không? Dẫn vô cái tiệm lớn nhất ăn 4 cua 500 đô. Ăn gì bao dữ vậy? Mà nó dở ẹt sao kể đi. Rồi chưa nữa, người ta đi về Việt Nam rồi, mày ở nhà tao, mày ập vô làm đi nhà ba má mày say vậy đó. Ở cua đã 8-7 thùng đồ, vợ chồng con cái thức đêm thức khuya dám mà kêu cho mày. Mày ăn giọng chưa đã, bắt chồng tôi mày chở mày ăn thịt bò. Diễn viên gì mà giữ với quỷ à? Giữ cái gì? Ăn quá à, cái giờ cái mặt mập mới là mập. Bây giờ nè, đây là tội nghiệp, người ta quá trang, phải dán cái mặt trời lại. Trời ơi, chửi mà dán cái râu lại luôn. Trời ơi, coi chửi mà ta bu nè, thấy gì không? Ăn, nghệ sĩ mà ăn hàm hồ, ăn xúc râu. Mà chửi dán mà, 3 tiếng hồ. Mà chửi mà mái trước mái sau nó quay luôn. Tôi nói, yeah, ăn đó mà xúc cái râu luôn. Rồi bây giờ phải dán râu lại, 3 tiếng đồng hồ mà quay cái lưng. Mắc mớ dán cái râu. Hỏi đâu vậy? Tức quá mà. Tôi dán cái gì giờ tôi đóng cái gì? Tôi dán mà chửi nó đi, chửi đi. Rồi quay đi. Của nhà người ta mà chửi tôi quá hả? 8 tiếng đồng hồ mừng cái mặt dán râu dán mặt tùm lum rồi đó. Mấy cái lưng rồi à? Nghĩ rồi mấy giờ vậy? Nó quay cái gì nó đâu? Mà nó nhào vô nó quay nó ăn đâu mặt tay. Ăn có con cua hả? 4 con.